Quế trắng đang nụ đẹp quá cả nhà ơi Một giò tròn đều như thế này Đang có tới 10 cái voi nụ luôn Anh chị nhà mình cứ ăn chân với người em này Rất là to luôn Dòng này thì hoa thơm Anh chị nhà mình sưu tầm đi Về mình để bàn nè. Hoặc là mình kê đôn để chơi hoa ha cả nhà Tiếp theo những cái giò nhỏ hơn em cũng có nhé Tùy theo nhu cầu anh chị nhà mình sưu tầm nè Như cái giò này nó cũng đang có tới 5 cái voi nụ cả nha. Giá thì 4,70 thôi ha Đó rất là đẹp luôn ha hoàng phi hạt mắt đen cả nhà mình sưu tầm bên vườn em thì yên tâm nó sẽ là chuẩn cây chuẩn giống này đã sổ hoa tại vườn em qua bao nhiêu mùa rồi hôm nay em chia sẻ combo hai chậu nè combo hai chậu thân cao khỏe như thế này Thăng keo rất là khỏe luôn anh chị nhà mình sưu tầm nha đều như nhau giá sẽ là 350 trăm năm cho hai chậu như thế này cước 30 mươi nữa thôi nhưng cả nhà ơi rất là khỏe luôn dòng này hoa bền cả tháng em lên một cái mẹ giá ưu đãi cho anh chị nhà mình sưu tầm ha Hoàng phi hạt dòng này thì thì là sẽ là cánh trắng hồng vàng bình thường nha cả nhà ơi giá siêu nè e bốn hai đó 250 cái size chậu này là sai chậu to nha cả nhé nó sẽ chảo to một ôm của em luôn nè những cái mầm này này nó sẽ còn phát triển còn cao nữa cả nha dòng này rất là luật rất là khỏe ha rồi tam bảo sắc ghép gỗ một dòng hoa cực kỳ thơm luôn mẹ e năm ba trăm bảy mươi ngàn mùa này cây đang đi lén ngọn xanh khỏe như thế này ha rễ thì bán cái đế gỗ rất là chắc chắn luôn rồi mình mà nhìn cái bộ rễ là mình biết cây nó khỏe luôn á cả nha mẹ e sáu nè bốn tám mươi cho giò này em bảo sắc anh chị nhà mình cứ án chân với người em đi giờ này khá là to luôn đóng một cái thùng to đó cả nha cước thì chỉ 30 thôi ha Ê đây em lên à, kiều tím kiều tím cho bang gia lai khu vực cho em nè đó mùa này nè ban xanh âm mầm như thế này phân bón giá thể đầy đủ luôn rồi về cả nhà mình chỉ việc tưới nước thôi ha em đang có hai chậu giá sẽ là 295.000 cho một chậu nè à, kiều tím em còn có do này lớn hơn ha Thân, thân lá rất là đẹp luôn, thân lá đẹp nè, form cây cao khỏe nè, anh chị nhà mình sưu tầm e tám năm năm mươi, năm năm mươi cái giò này tròn đều á cả nha, thân thụ gì rất là cao luôn đó. Tiếp theo kiều vuông lọc bắc, kiều vuông lọc bắc mẹ e chín, trời ơi đẹp quá, thân rất là khỏe riêng về cái dòng này nó khỏe lắm cả nha, ở bên vườn em một năm nó đẹp mâm hai lần luôn cả nha, rất nhanh xâm chậu luôn, anh chị nhà mình muốn đẹp về sang một cái chậu gỗ đi những cái giò như thế này làm hoa chơi tết luôn cả nha vô tư luôn nha rất là khỏe luôn rồi mẹ y chín hai bảy mươi đang còn lên mầm gốc nữa chứ rất là khỏe ha bộ rễ thì bám xung quanh cái thành chậu như thế này cả nha là cây em thùng lâu năm này rễ đã đi ra ngoài chậu luôn rồi chậu này thì xung thân đẹp hơn này y mười hai trăm chín quá cho thân luôn cả nha rất là đẹp nha tiếp theo nè em lên cẩm báo cảm béo này là khu vực cơ à, cờ gia lai chỗ em dòng này thì hoa rất là thơm luôn cả nhà và hoa bền ha hoa bền cả tháng luôn á đây mùa này cây cũng đang đi lá ngọn xanh khỏe lắm em thì ghép lên nên là một cái đế gỗ nè thuần chầu gỗ bài bản luôn rồi mẹ em 11 chín năm mươi cả nhà ơi hoa lan cảm béo nha tiếp theo em lên cho cả nhà mình vanda tím Van tím dòng này thì cực kỳ hiếm hàng luôn nha cả nhé Dòng này mà anh chị nhà mình sưu tầm cái hàng ký á Giá của nó cũng khá là cao luôn Nhưng mà nhiều lúc mình sưu tầm không có giống đâu Bên vườn em thì cũng sưu tầm được một ít chia sẻ cho anh chị nhà mình E12 1450 cho giò này cả nhé Phân bón gì đầy đủ hết rồi Form cây nè Rất là đẹp luôn ha Giò này phong cây đẹp đang đi lá ngọn xanh khỏe lắm rồi Tiếp theo nè Mùa này anh chị nhà mình hay hỏi em là cái dòng gì đang có nụ thì cả nhà mình sưu tầm quế trắng tháng 8 đi đang có nụ cái giò đây anh chị nhà mình để ban đi giò này giá rẻ E13 cả nhà ơi 450 đang có nụ luôn những cái chậu như thế này anh chị nhà mình để ban đi mình chơi hoa nè rồi em có giò này form cây đẹp quá cả nhà ơi form cây lá xếp ha nhìn cái giò này nó tạo độ xâm rất là xinh xắn luôn cũng đang có nụ luôn nè anh chị nhà mình sưu tầm E14 590 đang có tới bốn cái vòi nụ luôn cả nhà đây nè, cây đang đi lá xanh khỏe như thế này giờ này nó độ xâm nó xâm đẹp lắm tôi cả nhà ơi hoàng phi hạt một chậu to đùng luôn cái giò này to đẹp lắm thân thì có thân cao phải tới bảy tám mươi luôn cả nhé cái giò này anh chị nhà mình sưu tâm đi tết đây nè anh chị nhà mình làm hoa chơi tết luôn hoa rất là bền về cái dòng này cho làm hoa tết cũng đẹp ha mẹ y 15 cái giá bây giờ anh chị nhà mình sưu tâm một giò to đùng như thế này chỉ có chín tám mươi thôi đây nè thân rất là đanh khỏe như thế này rất là đẹp hơn cả nha 980 cho cái giò to đùng cả nha mình ăn chân với người em nè đó em mà đứng sau thì che luôn cả người em nha cả nha một cái dòng cực kỳ khỏe nữa đùi gà hoa trắng tím và cái khuôn hoa rất là to luôn mùa này cũng đang đi mầm luôn đó một cái chậu to đùng thuần chậu gỗ bay bản ha anh chị nhà mình sưu tầm e 16 giá cũng 980 luôn à, anh chị nhà mình sưu tầm nguyên một cặp này đi mình về mình treo cho nó xanh vườn cả nhà ơi mùa này thì xanh vườn tại vì cây nó rất là khỏe luôn rồi còn tết tới này cả nhà mình làm hoa chơi tết trên hai cái giông này ok hết ha hoa lan đuôi chồn cả nhà ơi em ghép lên lên là một cái đế gỗ cái giò này thì tròn đẹp như một quả banh luôn những cái giò như thế này nó cho hoa rất là đẹp cả nha anh chị nhà mình có thể tham khảo mua hoa đuôi chồn vừa rồi ở vườn em ha em 12 1 triệu 250 trăm năm những cái do nặng như thế này mà cướp bọn chị 30 kệ nghe nghe ơi em hỗ trợ cho anh như chị nhà mình rất nhiều luôn đó rồi hoa lan sơn thủy tiên một dòng hoa vàng cánh sét và hoa rất là thơm và mùa này thì đang đi mầm tơ nhiều lắm những cái mầm như thế này sẽ là những cái mầm mà những cái thân mà nó cho hoa vào tháng 2 tới nữa cả nha đây nè những cái thân cũ đây nè nó cũng còn mắc hoa nó sẽ vẫn sẽ cho hoa ha đó cái do này thì thùng chậu gỗ bài bản luôn rồi giá anh chị nhà mình sưu tâm trăm 18 950 ngàn rất là đẹp luôn cả nhà giò này nó đẹp lắm rồi mẹ cuối cùng nè một cái mẹ giá siêu cho anh chị nhà mình đã theo dõi hết phiên lai like ha đây cả nhà ơi tròn đều như thế này luôn hoa lan mỹ dung cái giò này thì em thuần lâu năm rồi cả nhà ơi mùa này cây đang đi lá ngọn đẹp lắm cái giò to đùng này cả nhà mình án chân với người em giá thì chỉ có năm tám mươi thôi ha anh chị này, nhà mình nhanh tay nha Nhưng này chỉ có một chậu duy nhất thôi yêu thích mẹ nào thì nhắn ngay cho bên em ạ à.